Hello cả nhà. Bây giờ mình đã trên đường để đi Disney World nha. Trong xe bây giờ là chỉ có hai mẹ con thôi. Còn chút nữa sẽ gặp ba với Yumi ở chỗ Sea World sau. Bây giờ đã vô Sea World rồi nè. Chuẩn bị quẹo vô là mình đã đến nơi rồi. Sau 2 tiếng đồng hồ lái xe thì mình đã tới nơi rồi. Cái này là trước khi mình vô cổng ở Sea World thì mình có cái đèn xe đèn đỏ. We are here at SeaWorld and the baby is hungry and there she is. Cổng trước khi mình đi vô để mình mua ticket và mình đi vô ngay cái chỗ này để nó check mình. Từ chỗ đậu xe mà tới đây cũng được 5 tới 10 phút á, đi bộ á. Thì mình tới đây trước 2 tiếng đồng hồ, sau đó thì mới gặp ba của Yumi 2 tiếng đồng hồ sau. Thì mình vô đây mình đi vòng vòng, mình đi qua coi Flamingo and the Sea Turtle Bayside. And then next, we're gonna go see the okra show. Tiết mục ca diễn đã xong rồi. Bây giờ mình đi bộ ra ngoài này lại tới chỗ con Flamingo nè. Rồi rồi, mình đã nhìn và thấy hai cha con ở đây. Rồi bắt đầu bây giờ mình bỏ Yumi vô xe đẩy để đẩy Yumi đi qua the next show. Đứng coi cò thì hết thời gian để coi bà lu gà rồi. Nên bây giờ mình đi vô coi chó rồi. Có phần xếp nè. Tiếp theo là mình đi coi thả cẩu Lion Show. Mùa hè rực rỡ, quá trời người đi xem luôn. Tiết mục nào mình cũng được coi phần cuối thôi chứ mình không được coi phần đầu tiên nha. Ba mua cho Yumi cái đồ quạt nước nè để cho nó nóng, để quạt cho nó mát. Yumi cầm xịt quá trời.
Ceiling, NRA, brand new Ceiling Club. Exit the stadium to your left to visit our Pacific One Reserve. Cái đoạn này là mình có thể đi cho nó ăn cá. Để nhìn để cho mình coi cho có cá không, mà mình không có cá là sao nè. Cho mấy con hải cẩu này ăn cá. Mình mua cá khoảng 4-5 con vậy đó mà 7 đô. Kêu ba bồng lên mình. Kìa nó đợi kìa, nó đợi kìa. Một hồi nóng quá và mệt quá, hai đứa chịu không nổi nữa, bơ phờ rồi mặt đỏ quét luôn, nên là bây giờ đi tìm đồ ăn, đi kiếm đồ ăn trước xong mà đi nữa, mà thấy hai đứa đuối quá rồi nên ba vô mì kêu thôi phải đi về thôi. Thế là coi được vài show cũng rất là vui rồi. Bây giờ mình tạm ở trong cái nhà hàng này thì nó có nhiều đồ ăn lắm và có máy lạnh chỗ ngồi luôn, mà nó người ta ngồi đông quá hết chỗ rồi nên mình chỉ ngồi đứng ăn thôi. Hai cái fry này nhỏ xíu vậy á mà là 30 đô. Bye bye Sierra, see you next time. We are going home. Bye bye.